Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, tiếp theo trong chương trình hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam Thù đã ở trước mặt đảng làm gì do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Đảng Cộng sản Việt Nam đang lo tối mặt vì mạng xã hội và xã hội dân sự đã thúc đẩy tình trạng suy thoái tư tưởng, tự diễn biến và tự chuyển hóa trong đảng đến hồ chôn vùi chế độ bằng chứng đe dọa chế độ của mạng xã hội đã được ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tuyên giáo võ văn thưởng tiết lộ trong bài viết truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị xã hội ở việt nam ngày 17 tháng 6 năm 2019 ông thưởng tố cáo rằng một số được nuôi dưỡng cấp phát từ các tổ chức thù địch bên ngoài lợi dụng những bất cập trong quản lý nhà nước về internet mạng xã hội chúng thâm nhập vào các nền tảng truyền thông xã hội nuôi nick tên tài khoản lập ra hàng trăm nghìn tài khoản ảo và nhiều trang giả mạo cá nhân tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi được hỗ trợ bởi công nghệ chúng tập trung chống phá nền tảng, tư tưởng, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gieo rắc tư tưởng cực đoan, tạo bất đồng, xung đột trong nội bộ đảng và nhân dân. Sau đó 19 ngày, năm tháng 7, 2019, ông Võ Văn Thượng lại xác quyết Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm chống điều ông gọi là các quan điểm sai trái thù địch, theo báo Thanh Niên ngày 7 tháng 7 năm 2019. Nhưng tại sao lại khẩn trương như thế vào lúc tưởng như tư tưởng đảng viên đã vững như bàn thạch để bước vào đại hội đảng khóa 13 dự trù diễn ra vào tháng Giêng năm 2021? Thì ra, theo ông thưởng Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối phó với thủ đoạn chống phá muôn hình vạn trạng. Ba nhóm chống đảng là ai? Người đứng đầu ngành truyền thông quy tụ hành động muốn hạ bệ đảng tập trung vào ba nhóm. Theo báo Thanh niên, nhóm thứ nhất bao gồm những người nghiên cứu lý luận thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Nhóm thứ hai là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với một số chống đối bất mãn trong nước để lập ra các tổ chức mà chúng ta hay nghe nhóm thế lực thù địch thứ ba theo ông thưởng là lực lượng len lỏi phức tạp không khó để nhận ra nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ đảng viên kể cả có những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy hệ thống chính trị của chúng ta suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Như thế, rõ ràng đã có sự liên hoàn tự nhiên và nhịp nhàng giữa trong và ngoài nước trong sứ mệnh chống đảng Cộng sản Việt Nam, dù không có ai tổ chức. Sự liên kết thành động trong trường hợp này chỉ có thể đến từ những con người Việt Nam có trái tim yêu chuộng tự do, dân chủ và đoàn kết đấu tranh muốn chấm dứt chế độ độc tài, đảng trị Cộng sản Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Quan trọng nhất là giữa hai nhóm 2 và 3, nhưng nguyên nhân hình thành của thành phần chống đối bất bản trong nước đến từ đâu? Đó là hậu quả của hơn 30 năm gọi là đổ mới từ năm 1986, vì đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ muốn đổi mới kinh tế để làm giàu cho đảng và cho các nhóm lợi ích đảng viên để duy trì quyền lực và ăn chia độc quyền. Lãnh đạo đảng đã nhiều lần từ chối đổi mới chính trị, không cho dân ra báo, lập đảng, đối lập hay trực tiếp bầu ra một chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ngụy biện chữ nghĩa khi nói rằng tiếp tục đi sâu phân tích làm rõ hơn các đề xuất liên quan đến vấn đề đổi mới đồng bộ hơn là giữa chính trị và kinh tế phải nắm vững và khẳng định đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị thay đổi bản chất của đảng ta nhà nước ta mà là đổi mới cơ chế chính sách tổ chức bộ máy kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đổi mới phương thức công tác lề lối làm việc cải cách hành chính chống tệ tham nhũng lãng phí, quan liêu gây phiền hạ cho dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Đó là lý do tại sao đã có chống đối và bất mãn trong nước, có đối lập vì đảng chỉ lo bảo vệ đặc quyền và đặc lợi cho đảng để duy trì quyền ca trị và quyền, được thu vén công sức lao động bằng mồ hôi và nước mắt của nhân dân. Nhưng đảng là để cho cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức và có quyền, tự do tham nhũng và hành dân trên mọi lĩnh vực và trong mọi cơ hội. Trong nhiều trường hợp, đảng là che chở và bảo vệ những kẻ đã cướp miếng cơm và manh áo của dân và không dám quyết liệt lấy lại tài sản chúng đã ăn cắp hay nhờ tham nhũng mà có như màn kịch kê khai tài sản đã chứng minh trong luật phòng chống tham nhũng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 ngoài ra lý do có chống đối và bất mãn trong dân vì dân đã thấy trong khi đảng chèn ép bịt miệng dân và tước bỏ các quyền tự do cơ bản của dân dù đã được quy định trong hiến pháp 2013 thì đảng cũng đang áp dân khi họ đứng lên chống quân tàu đàn áp ngư dân, đâm chìm, tàu đánh cá và chiếm đóng biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Đảng cũng không dám tổ chức truy niệm những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong các cuộc chiến chống quân tàu xâm lược ở Hoàng Sa năm 1974, biên giới phía Bắc năm 1979-1989 năm và ở Gạc Ma tháng 3 năm 1988, Trường Sa. Nhưng lại ngăn cấm dân tổ chức tri ân và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã đổ máu bảo vệ giang sơn thử hỏi những hành động khiếp nhược và thuần phục tàu xâm lược như thế thì làm sao dân không căm phận việt kiều suy thoái tư tưởng ngoài ra trong bài phát biểu dài hơn giờ đồng hồ tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương Ngày 5 tháng 7 năm 2019, ông Võ Văn Thưởng, người cầm đầu ngành tuyên truyền còn cá buộc lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài đã tham gia chống đảng qua internet. Việc này không mới, vì từ hơn 40 năm qua chưa khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam có thật lòng muốn nói chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc với người Việt tị nạn ở nước ngoài để đạt các mục tiêu thu hút Việt kiều nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc để vận động và mua chuộc, nhưng vẫn thất bại ở mọi nơi có đông người Việt tị nạn định cư. Bằng chứng chỉ có rất ít, đếm trên đầu ngón tay, trong số trên 300.000 trí thức, chuyên viên Việt Kiều mà Hà Nội từng mơ mộng sẽ chiêu dụ được, đã trở về giúp nước. Một số khác chỉ về giúp không thường xuyên vào mỗi dịp hè. Ngoài ra, lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục tung bay ở mọi nơi, mọi chốn có người Việt tị nạn. Trong khi cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam chỉ có thể ngóc đầu hạn chế trong một dịp do các cơ quan ngoại giao của Hà Nội tổ chức. Như vậy, rõ ràng tình hình nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang rối như canh hẹ trước thềm Đại hội đảng thứ 13 dù mạng xã hội hay xã hội dân sự hoặc suy thoái tư tưởng để từ diễn biến, từ chuyển hóa cho đến tình trạng cán bộ, đảng viên một ngày suy thoái đạo đức, không nhúc nhích, cứ y ra cho trên nóng dưới lạnh thì đâu phải tại vì diễn biến hòa bình hay do các thế lực thù địch gây ra. Tất cả đều là của đảng, do đảng và vì đảng, chứ nhân dân có ăn nhậu gì đến mấy chuyện nội bộ này mà bắt phải nghe ngóng học tập để làm tay sai không công cho nhà nước. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do nhà báo Phạm Trần Biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin hoa thịnh đúng tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washington dc at sptn.tv bích phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình